Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Chuyến xúc tiến đầu tư của đoàn Thái Bình tại Hàn Quốc và Nhật Bản thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của tỉnh Thái Bình và mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng trong thời gian tới. Lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ kết nối việc làm cho khoảng 15.000 lao động. Mỗi nhà trường cần chủ động phòng lây lan bệnh thủy đậu. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công từ các chuyến xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc và Nhật Bản trong năm 2021 và năm 2022, năm nay tỉnh Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư ở các địa bàn truyền thống và tổ chức sớm ngay từ đầu năm. Chuyến công tác của tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc và Nhật Bản do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn lần này đã hiện thực hóa sự hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản với các doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình và rộng hơn nữa là sự hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và các địa phương của hai nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Đó cũng là bước ngoặt quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa ở nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Tại Hàn Quốc, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Gangwon. Điểm nhấn của chuyến công tác tại Hàn Quốc là đoàn đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình với sự tham gia của 120 doanh nghiệp Hàn Quốc. Tại đây, các doanh nghiệp hàng đầu của xứ sở Kim Chi được tìm hiểu về tiềm năng thế mạnh cũng như những cơ chế chính sách mà tỉnh Thái Bình đang có. Cùng trao đổi thảo luận thẳng thắn giữa hai bên, từ đó quyết định lựa chọn đầu tư hoặc hợp tác với các doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình để thực hiện các dự án. Trong thời gian ở Hàn Quốc thì chúng tôi đã tiếp xúc gặp gỡ với rất nhiều doanh nghiệp. Các doanh nghiệp của Hàn Quốc thì rất là ghi nhận đánh giá cao về cái môi trường cũng như là cơ hội đầu tư tại tỉnh Thái Bình. Thì thông qua những cái thông tin chúng tôi đã trao đổi với các doanh nghiệp và tôi tin rằng là với những gì mà tỉnh Thái Bình đã và đang nỗ lực làm cộng với những cái việc mà hạ tầng giao thông của tỉnh Thái Bình đang đồng bộ hoàn thiện cùng với nguồn nhân lực dồi dào thì đây cũng là một cơ hội rất lớn và các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng nước ngoài nói chung cũng như các nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ tìm đến và Thái Bình sẽ có thể trở thành một cái địa điểm mới của các nhà đầu tư Hàn Quốc trong thời gian tới. Tương tự tại Nhật Bản, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư cũng được tổ chức thành công, không chỉ có ý nghĩa về hợp tác kinh tế mà còn là một trong những hoạt động tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam Nhật Bản suốt 50 năm qua. Với nhiều nét truyền thống văn hóa tương đồng. Trong định hướng thu hút đầu tư, Thái Bình xác định Hàn Quốc và Nhật Bản là những thị trường chiến lược của tỉnh. Những năm gần đây, Thái Bình đã không ngừng nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác này. Điều này thể hiện rõ nhất là từ năm 2021 đến nay, năm nào tỉnh Thái Bình cũng có đoàn công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến công tác tại hai nước, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư. Các đồng chí lãnh đạo trực tiếp làm việc với các địa phương doanh nghiệp, giới thiệu và giải đáp các vấn đề mà doanh nghiệp và các nhà đầu tư hai nước Hàn Quốc, Nhật Bản quan tâm tới Thái Bình. Kết quả đến nay, các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đã đầu tư gần 150 triệu đô la Mỹ vào Thái Bình với 27 dự án đang hoạt động. Các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư 5 dự án với tổng vốn đầu tư là 144 triệu đô la Mỹ. Năm 2022, tổng vốn thu hút FDI vào tỉnh Thái Bình xếp thứ 16 trên 63 tỉnh thành phố của Việt Nam. Xu hướng dòng chảy đầu tư vào tỉnh đã khẳng định sức hút đầu tư mạnh mẽ của Thái Bình, một địa bàn chiến lược cho các nhà đầu tư muốn mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Chuyến công tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục lan tỏa hình ảnh của Thái Bình cũng như tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Thái Bình, một vùng đất trù phú và năng động. Sau một tuần công tác thì chúng tôi đánh giá đây là một chuyến xúc tiến đầu tư rất thành công. Trong đó thì có thể kể đến là những cái điểm nổi bật như là kết quả của chuyến xúc tiến đầu tư lần này là kết quả của một chuỗi các cái hoạt động xúc tiến đầu tư trong các năm qua, cũng như là kết quả của các cuộc tiếp xúc các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản ở tại tỉnh Thái Bình. Cũng như là nét nổi bật năm nay, ta thu được kết quả rất là cụ thể. Trong đó thì cái nét nổi bật là công tác đối thoại chính sách giữa chính quyền tỉnh Thái Bình và các nhà đầu tư. Trong thời gian một tuần của đoàn công tác, thì đoàn đã tiến hành tổ chức được 3 hội nghị xúc tiến đầu tư, cũng như làm việc với 8 doanh nghiệp
Mà trong đó thì có những doanh nghiệp hàng đầu của các nước bạn. Thì với kết quả này thì thành công của chuyến đi đã thu được những kết quả cụ thể. Đó là một hợp đồng nguyên tắc cũng như là 5 biên bản ghi nhớ. Trong đó thì có những lĩnh vực mà tỉnh rất là cần, như là trong lĩnh vực phát triển đô thị cũng như là trong cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp ưu tiên của tỉnh, như là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao hay là lĩnh vực các cái công nghiệp chế biến và hỗ trợ. Về phía ban thì lãnh đạo tỉnh, đồng chí bí thư, đồng chí phó bí thư thường trực, đồng chí chủ tịch cũng yêu cầu chúng tôi là cái cơ quan đầu mối làm thế nào mà phải cố gắng hỗ trợ đồng hành một cách thực chất, giữ đúng cái cam kết của lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư trong các cái diễn đàn mà chúng ta đã khẳng định. Thì chúng tôi có suy nghĩ rằng là không chỉ ban và với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành rồi là nhân dân thì chúng ta sẽ tiếp tục khẳng định một môi trường đầu tư tốt của Thái Bình, và qua đó thì sẽ có được một cái kết quả tốt trong cái hợp tác giữa ta và các cái nhà đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản. Để có chuyến công tác này còn là sự nỗ lực giúp đỡ và là cầu nối quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản với các đối tác, sự quan tâm của truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản để giới thiệu về mảnh đất Thái Bình với nhân dân hai nước. Trong các buổi làm việc, người đứng đầu chính quyền tỉnh Thái Bình và một số doanh nghiệp trong tỉnh đã có hàng chục cuộc gặp gỡ song phương với các doanh nghiệp tập đoàn lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngay trong các buổi làm việc, đã ký một hợp đồng nguyên tắc, ký và trao một số biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp của Thái Bình với các đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản, như biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình và DUENC thực hiện nghiên cứu và khảo sát thị trường cho các dự án phát triển đô thị hạ tầng và cảng biển trên địa bàn thành phố Thái Bình và tỉnh Thái Bình. Giữa công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Kaji của Hàn Quốc, giữa công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed với tập đoàn Satake và các biên bản ghi nhớ giữa tổng công ty Vigracera với đối tác tư vấn Nhật Bản. Tại thị trường Hàn Quốc, công ty chúng tôi đã cùng các lãnh đạo tỉnh có cuộc tiếp xúc với hai nhà đầu tư Hàn Quốc lớn đang quan tâm đầu tư vào khu nghiệp Tiền Hải. Kết quả đem lại sau cuộc gặp rất là khả quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi, đàm phán với các nhà đầu tư trong thời gian tới. Ở cuộc xúc tiến tại Nhật Bản, chúng tôi đã ký kết các biên bản ghi nhớ và hợp tác chiến lược với hai công ty tư vấn có uy tín tại Nhật. Sẽ hỗ trợ Vigracera trong việc quảng bá và tìm kiếm khách hàng đầu tư vào khu nghiệp Tiền Hải. Tiếp bước cái sự thành công vào tháng 9 năm 2022 năm ngoái do Bí thư tỉnh ủy dẫn đầu là trưởng đoàn, thì lần này chúng tôi đã có kết quả. Chúng tôi cũng đã ký kết được biên bản ghi nhớ với một nhà đầu tư của Hàn Quốc, và đây cũng là bước đệm để nhà đầu tư Hàn Quốc này có căn cứ để triển khai cái dự án lớn trong thời gian tới. Chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành công tốt đẹp, một lần nữa khẳng định chiến lược bắt tay với các đối tác từ các quốc gia tầm cỡ thế giới ở một số lĩnh vực mà Thái Bình đang ưu tiên thu hút đầu tư như công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo, điện, điện tử, nông nghiệp công nghệ cao. Lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng thể hiện thái độ cầu thị và sẵn sàng đồng hành với các doanh nghiệp để tháo gỡ từng khó khăn vướng mắc và có những cam kết mạnh mẽ để thu hút doanh nghiệp FDI, trong đó đặc biệt là doanh nghiệp của hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản đến đầu tư tại mảnh đất Thái Bình. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, làm trưởng đoàn triển khai kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Sương và đồng chí Bí thư Huyện ủy trong việc triển khai lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát nêu bật mục đích ý nghĩa của cuộc giám sát, đồng thời cho biết thông qua giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế nếu có của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Sương và đồng chí Bí thư Huyện ủy trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt hơn các nghị quyết trong thời gian tới.
Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy đề nghị huyện ủy Kiến Sương tiếp thu, hoàn thiện báo cáo phục vụ việc giám sát, trong đó đánh giá rõ các chỉ tiêu thực hiện nghị quyết có so sánh để minh chứng, làm rõ trách nhiệm và đề ra nhiệm vụ giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo đề án xây dựng thí điểm mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2024. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nâng cao công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành đề án xây dựng thí điểm mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cấp xã theo hướng phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục, xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến liên quan đến một số hạn chế trong hoạt động của chính quyền cấp xã hiện nay, bổ sung và cụ thể hóa những nội dung còn thiếu hoặc chưa rõ ràng. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến sâu sắc, tâm huyết của đại biểu và mong muốn trong thời gian tới, các đại biểu sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để đề án đi vào thực tiễn đạt hiệu quả cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 85 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tại 150 xã phường thị trấn. Các quỹ tín dụng đang góp phần tích cực vào việc huy động nguồn vốn, phục vụ thành viên, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tính đến nay, dư nợ cho vay của các quỹ đạt gần 10.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng Thái Bình. Các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động cơ bản ổn định, đúng tôn chỉ mục đích, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trưởng. Chủ động nắm bắt nhu cầu vay vốn của thành viên, khai thác thêm khách hàng mới để huy động vốn và cho vay, tư vấn cho thành viên mở rộng ngành nghề, từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Đặc biệt, các quỹ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là khu vực nông thôn tiếp cận vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh, tiếp sức cho hàng nghìn mô hình kinh tế, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, hạn chế tín dụng đen. Huyện Đông Hưng tích cực hỗ trợ khuyến khích, vận động nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu canh tác, lựa chọn cây trồng phù hợp với từng vùng để tăng năng suất, sản lượng theo hướng bền vững gắn với những tiềm năng lợi thế của từng vùng. Quý 1 năm nay, tổng diện tích chuyển đổi từ lúa sang rau màu, hoa, cây cảnh, cây ăn quả trên địa bàn huyện đạt hơn 100 ha. Lũy kế diện tích chuyển đổi đến thời điểm hiện tại đạt trên 400 ha. Nhiều địa phương làm tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng như các xã Minh Phú, Trọng Quan, An Châu, Lô Giang, Hồng Việt, Hồng Bạch. Trong đó, một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao được địa phương duy trì và nhân rộng như sản xuất rau màu an toàn, sản xuất lúa giống chất lượng cao, trồng hoa cây cảnh. Qua đó góp phần quan trọng cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản xuất, ổn định thu nhập cho nông dân. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 tới đây, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Tại đây sẽ có phiên giao dịch việc làm kết nối hỗ trợ người lao động có nhu cầu làm việc. Phiên giao dịch việc làm có quy mô 20 gian hàng của các doanh nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khoảng 15.000 lao động. Đây là cơ hội điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động trực tiếp tiếp cận thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước trong việc giao dịch kết nối tư vấn nghề nghiệp, việc làm theo nhu cầu của các bên tham gia, nhất là những doanh nghiệp sụt giảm đơn hàng, người lao động thiếu việc làm hoặc muốn chuyển đổi nghề nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Thái Bình ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, từ ngày 12 tháng 4 đến nay, Thái Bình ghi nhận tổng số 57 ca mắc COVID-19. Trước diễn biến gia tăng các ca mắc COVID-19, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện đề nghị các bệnh viện theo dõi đánh giá lâm sàng các ca COVID-19 nặng, gửi xét nghiệm giải trình tự gen. Bộ Y tế cũng yêu cầu tại các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đồng thời tăng cường công tác vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh phòng bệnh, bố trí sắp xếp khoa phòng thuận tiện, phù hợp tình hình dịch và bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp.
Thưa quý vị, Sở Y tế Thái Bình vừa có kế hoạch tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 đợt 58 với trên 8.000 liều vaccine AstraZeneca cho người từ 18 tuổi trở lên. Theo đó, thời gian triển khai tiêm từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, việc tổ chức tiêm sẽ triển khai đồng loạt trên địa bàn các huyện, thành phố, địa điểm tiêm tại trung tâm y tế, trạm y tế, bệnh viện đa khoa, các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn. Sở Y tế yêu cầu phải đảm bảo tiêm đúng đối tượng, đúng quy định, đúng tiến độ, tránh lãng phí và đảm bảo an toàn tiêm chủng cho 100% các mũi tiêm. Từ đầu năm đến nay, Thái Bình ghi nhận 3 chùm ca bệnh thủy đậu tại các trường mầm non và tiểu học, tất cả đều phát hiện trong tháng 4. Dự báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng, các nhà trường chủ động nhiều biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ. Với gần 300 trẻ đang theo học, trường mầm non Dũng Nghĩa huyện Vũ Thư luôn chú trọng hướng dẫn các kỹ năng vệ sinh cho trẻ, nhất là vệ sinh tay và họng, lồng ghép trong các bài học, các hoạt động hàng ngày. Mỗi trẻ đều có đồ dùng cá nhân riêng, có ký hiệu nhận biết, không dùng chung cốc, thìa, gối, khăn mặt, tránh lây nhiễm chéo nếu có dịch. Trong công tác vệ sinh thì chúng tôi có lịch vệ sinh hàng tuần, hàng tháng, hàng ngày. Thế vì hàng ngày thì các cô giáo là phải kiểm tra trang phục, rồi thì đồ dùng cá nhân, trang thiết bị ở trong lớp để các cô vệ sinh thông thoáng, rồi thì giặt rũ, phơi phóng các thứ đồ dùng cá nhân của trẻ. Thế còn thì hàng tuần thì chúng tôi có phun khử khuẩn bằng dung dịch chloramine. Thế hàng tháng thì chúng tôi phun bằng dung dịch diệt ruồi muỗi, tức là diệt côn trùng đấy. Dù thủy đậu là bệnh lành tính, song vẫn có thể gây ra biến chứng. Nhẹ là nhiễm trùng da nơi mụn nước, nặng hơn thì vi trùng xâm nhập từ mụn nước vào máu, gây nhiễm trùng huyết. Biến chứng nguy hiểm hơn cả là viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não, có thể nguy hiểm đến tính mạng hoặc để lại di chứng cả đời. Đối với trẻ nhỏ, khả năng tự phòng bệnh còn kém, các nhà trường tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền để phụ huynh chủ động bảo vệ sức khỏe cho con. Cùng với đó là sẵn sàng phương án xử lý nếu phát hiện trẻ mắc bệnh trong trường. Ngay từ ban đầu khi chúng tôi đón trẻ thì chúng tôi đã khảo sát rất là kỹ đối với phụ huynh học sinh, là chúng tôi kiểm tra cái tình hình sức khỏe của trẻ, xem là trẻ có bị sốt ở nhà hoặc là có biểu hiện gì khác thường không. Khi mà trẻ mà không may mà xảy ra trong lớp thì chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi với phụ huynh học sinh để đưa đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh kịp thời cho các con và khử khuẩn lớp học cũng như là toàn thể bộ trường học của chúng tôi. Lưu ý tới các cái nhóm trẻ ở trong các cái trường mầm non, trường tiểu học, nhất là các cái trường mà có học bán trú, đối với các nhà trường sẵn sàng có cái nơi để mà chăm sóc cho trẻ khi có những biểu hiện nghi ngờ. Phụ huynh học sinh đảm bảo về vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở và quan tâm đến việc tiêm phòng chủ động cho các cháu. Các chuyên gia khuyến cáo để phòng thủy đậu, trẻ cần được tiêm vaccine khi đủ 12 tháng tuổi trở lên. Bên cạnh đó, hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh. Trường hợp mắc thủy đậu cần được nghỉ học từ 7 đến 10 ngày để tránh lây lan trong lớp học. Thưa quý vị, trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ tuyên truyền và chủ động thực hiện chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM. Việc làm này đã mang lại nhiều tiện ích, được người dân đánh giá cao. Nhiều năm qua, nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng ông Mão đều phụ thuộc vào lương hưu. Từ việc hàng tháng phải lên xã đúng ngày chi trả, đến nay ông có thể lĩnh lương hưu qua thẻ ATM. Không chỉ chủ động về thời gian, dịch vụ này còn giúp ông tích hợp thanh toán tiền điện, tiền nước. Nói chung là chuyển sang lĩnh lương bằng thẻ này, tôi cảm thấy cái tiện ích nó rất là có lợi. Một là nó tiết kiệm được thời gian, hai nữa là nó chủ động và nó rất là an toàn. Thì có thể là mình chi dùng vào những cái việc ví dụ như là trả tiền điện hàng tháng, rồi tiền nước, rồi thì tất cả mọi những cái chi phí là đều bằng thẻ cả. Để nâng cao tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển từ lĩnh tiền mặt sang nhận qua tài khoản cá nhân, Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp thành lập các tổ tư vấn, phân tích về tiện ích của hình thức này để người thụ hưởng thấy rõ an toàn và tiện ích. Sau khi mà đi tuyên truyền tại các xã thì thấy được là lợi ích của cái việc mà nhận lương hưu qua tài khoản ATM đó, thì các cụ cũng rất là hưởng ứng, và ngay tại buổi tuyên truyền trực tiếp đó thì cũng có rất nhiều cụ đã mở luôn tài khoản ATM để mà thay đổi cái phương thức nhận lương hưu hàng tháng của mình. Những tháng qua, Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp với Bưu điện huyện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội an toàn kịp thời cho gần 9.500 người, trong đó có gần 1.500 người nhận qua ATM.
Phương thức chi trả mới này bảo đảm người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, kịp thời, an toàn với cơ quan chi trả, đảm bảo tốt mục tiêu an toàn tiền mặt trong vận chuyển, lưu trữ, tránh sai sót, giảm bớt áp lực, tiết kiệm thời gian trong tổ chức chi trả. Thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nhận lương hưu có thể tiếp cận được với lại cái dịch vụ này. Và riêng về cái ngành bảo hiểm xã hội cũng như là với bên ngân hàng cũng như bên bưu điện thì sẽ thực hiện phối hợp trong cái việc là hướng dẫn tư vấn về hồ sơ cho các đối tượng. Việc chuyển từ hình thức thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt sang hình thức qua tài khoản cá nhân là một bước cải cách thủ tục hành chính phù hợp với xu thế thời đại và theo đúng chỉ đạo của chính phủ nhằm đẩy mạnh việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau thời gian diễn ra với gần 700 trận đấu, giải bóng bàn các câu lạc bộ tranh cúp báo Thái Bình năm 2023 do báo Thái Bình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng bàn tỉnh tổ chức đã bế mạc. Giải thu hút gần 300 vận động viên đến từ 22 đơn vị trong và ngoài tỉnh tranh tài ở 7 nội dung, trong đó có 3 nội dung đồng đội với các hạng A, B và hạng D, E. Có nhiều vận động viên thành tích cao đến từ các tỉnh, thành phố và các câu lạc bộ mạnh của 8 huyện, thành phố trong tỉnh tham gia tranh tài. Kết thúc giải đấu ở nội dung đồng đội hạng A, ban tổ chức đã trao giải nhất và cúp vô địch cho đội T&T Hà Nội. Giải nhì thuộc về câu lạc bộ Hoàng Chốt Reo Jula Hà Nội. Đồng giải ba là câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Jula Hà Nội. Ở nội dung đồng đội hạng B, ban tổ chức trao giải nhất và cúp vô địch cho câu lạc bộ Phú Thọ. Giải nhì thuộc về câu lạc bộ Diêm Điền Thái Bình. Ở nội dung đồng đội hạng DE Thái Bình, ban tổ chức đã trao giải nhất và cúp vô địch cho câu lạc bộ Hữu Nghị Thái Thụy. Giải nhì là câu lạc bộ H2T Tiền Hải. Đồng giải ba là câu lạc bộ Văn hóa Mới, câu lạc bộ Sông Trà thành phố Thái Bình. Ngoài ra ban tổ chức đã trao cúp và giải thưởng cho các vận động viên xuất sắc. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.